Vâng, và xin được hân hoan chào đón tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đang có mặt trong hôm trường tiệc cưới ngày hôm nay để chúc mừng hạnh phúc của chú rể Trọng Kim và cô dâu Vi Lê. Vâng, lời nói đầu tiên cho phép người thợ ân xin phép được thay mặt sự kiện tiệc cưới Quốc Minh, dịch vụ nấu ăn Diễm Minh kết hợp với áo cưới Kiều Diễm. Xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào thân ái và trân trọng nhất. Quý vị, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày 19 tháng 2 năm Quý Mão. Vâng, và đây cũng là ngày lành tháng tốt và được sự đồng ý của chủ hôn hai bên gia đình. Thì sự kiện tiệc cưới Quốc Minh, dịch vụ nấu ăn Diễm Minh kết hợp với áo cưới Kiều Diễm rất hân hạnh tổ chức chương trình nghi thức lễ tân hôn dành cho chú rể Trọng Kim và cô dâu Vi Lê ngày hôm nay. Vâng, và đó cũng chính là lý do mà tất cả quý vị đang có mặt trong hôn trường tiệc cưới ngày hôm nay. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt. Chương trình nghi thức lễ tân hôn xin phép được bắt đầu. Thưa quý vị, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhất là tình yêu đôi lứa. Đó là một món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Từ hôm nay, nếu không có cô dâu Vi Lê thì cuộc sống của chú rể Trọng Kim sẽ không còn ý nghĩa nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, chú rể Trọng Kim sẽ mãi là con thuyền chèo lái đưa Vi Lê về bên bờ hạnh phúc, dây trâu vẫn lại thăng thông, đôi ta hẹn ước yêu nhau trọn đời. Thưa quý vị, tình yêu đôi lứa thì mênh mông như biển cả, trong sáng giả trăng thu và ấm áp nồng nàn như hơi thở của mùa xuân. Và giây phút đây kính mời tất cả quý vị hãy hướng mắt về phía cộng hòa và dành một tràng vỗ tay thật to, thật nồng nhiệt. Chúng ta cùng hân hoan chào đón đôi tân lang và tân gia nhân đẹp nhất, rạng ngời, hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Chú rể Trọng Kim sánh như cùng cô dâu Vi Lê, một tràng vỗ tay thật lớn nào. Hãy dành cho những tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng những bước đi chung đầu tiên trải dài con đường hạnh phúc và vỗ tay lớn được không ạ? Kính thưa quý vị, ta có thể nói rằng tình yêu là một món quà vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho chúng ta, và chúng ta cứ hãy nâng niu và trân trọng nó. Kính thưa quý vị, vào một ngày đẹp trời bên dòng thác mơ thơ mộng, thì ánh mắt của Trọng Kim đã có cái nhìn đầu tiên với Vi Lê. Và rồi thời gian cứ trôi đi, dòng đời cứ chạy. Có phải không, điều đó có phải không, một chút nhớ nhung ôm đầy hình bóng, một chút băn khoăn đợi chờ lạ lõng, một chút xiển sao, một chút thế thôi. Để rồi từ đó anh về để mất sao trời, em đây kết tóc ở đời với anh. Kính thưa quý vị, trai khôn thì dựng vợ, gái khôn thì gả chồng, đó là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Và ngày hôm nay hai bạn trẻ của chúng ta đã đi đến một quyết định rất trọng đại trong cuộc đời, đó chính là hôn nhân. Vâng, và kính thưa quý vị, chú rể và cô dâu của chúng ta có được ngày hôm nay cũng là nhờ công ơn sinh thành và dưỡng dục vô bờ bến của song thân hai bên gia đình. Kính thưa quý vị, cây có gốc thì mới đâm hoa kết trái, nước có nguồn mới có biển sâu. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Biển rộng bao la không đông đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phụ kính công cha. Và tiếp theo chương trình sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện chủ hôn họ nhà trai là ông Trần Văn Hoàng và bà Võ Thị Rãng, là song thân của chú rể Trọng Kim. Xin mời ông bà cùng tay trong tay tiến lên sân khấu. Và cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện chủ hôn họ nhà gái, ông Lê Cường và bà Đoàn Thị Thương, là song thân của cô dâu Vi Lê. Và đây là những nhân vật đặc biệt quan trọng, những người đã tạo dựng và đem đến niềm hạnh phúc cho hai người đẹp nhất hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón hai bên gia đình ạ. Kính thưa quý vị, trên sân khấu của chúng tôi bây giờ đã có sự hiện diện quan trọng và đầy đủ của chú rể và cô dâu cùng với đại diện chủ hôn hai bên gia đình. Và ngay bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị cùng hướng mắt về sân khấu và cho phép chú rể và cô dâu cùng với đại diện chủ hôn hai bên gia đình xin được nghiêng đầu chào tất cả quý vị thay cho lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. We'll be right back.
và kính thưa quý vị, vâng, và để mở đầu chương trình hôm nay thì Thượng Ân cũng xin phép đại diện chủ hôm hai bên gia đình xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị quan khách cùng quan viên hai họ đã nhân chút thời gian quý báu của mình đến đây để cùng chung vui với hai gia đình. Và trong lúc tổ chức tiệc cưới có điều gì đó sơ sót, mong rằng tất cả quý vị vì tình cảm yêu thương của mình dành cho hai bạn trẻ cũng như dành cho hai gia đình mà hãy thông cảm, chia sẻ và bỏ qua cho gia đình chúng tôi. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, dù khi rực rỡ màu hồng đôi ta đã bày tấm lòng thủy chung, và xin mời chú rể và cô dâu tay trong tay tiến về bàn rượu để khui những chai rượu ngọt ngào, rót vào những ly rượu ân tình để dâng cha dâng mẹ, thay cho lời cảm ơn chân thành, cảm ơn cha mẹ đã sinh ra cho con một người vợ, một người chồng thật là tuyệt vời ngày hôm nay. Xin mời. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy vỗ tay thật lớn lên ủng hộ thằng chú rể khu trao đổi đầu tiên được không ạ? Vỗ tay lớn lên nào, mạnh lên chú rể, mạnh lên nào. Vỗ tay lớn được không ạ? Thưa quý vị, những chiếc ly được xếp chồng lên nhau tượng trưng cho con trai như núi ngất trời, và những dòng sâm banh chảy qua từng tháp ly được ví như nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, con trai nghĩa mẹ ghi lòng không quên. Vâng, mà xin được chúc mừng chú rể và cô dâu đã khui thành công chai rượu thứ nhất. Kính thưa quý vị, chai rượu thứ nhất là rượu duyên rượu nợ, chai rượu thứ hai là rượu vợ rượu chồng. Để cho bốn chữ duyên nợ vợ chồng được kết chặt tình đời với nhau thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ khui tiếp chai rượu thứ hai. Và xin kính mời tất cả quý vị hãy nâng nhạc cả tay của mình chuẩn bị vỗ tay thật lớn cho chai rượu thứ ly thấm tình thi kỳ duyên ta vững bền. Vất vả rượu hồng đã được rót đầy tháp ly tình yêu của ba tổ chức, và điều đó cũng đã thỏa lòng mong ước ngày đêm của chú rể trong phim, bởi vì chú rể trong phim đã từng nói với cô dâu Vi Lê rằng ước gì anh lấy được nàng để anh đem gạch bách rằng về xây, xây dọc về lại xây ngang siêu đại tình ái dành riêng cho hai đứa mình. Và ngày hôm nay dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị thì điệp ước của chú rể Trọng Kim đã trở thành sự thật, và cô dâu Vi Lê cũng để nhẹ nhàng đáp lại chồng mình rằng từ nay thiếp đã có chàng, đắng ngọt vui buồn chia sẻ cùng nhau, dây trầu quấn lại thân cao, chàng chàng thiếp thiếp yêu nhau trọn đời. Vâng, và giờ đây để tỏ lòng thành kính với cha mẹ hai bên gia đình thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ lần lượt dâng những ly rượu tình rượu hiếu lên cha mẹ hai bên gia đình. Đầu tiên thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ dâng rượu cho hai người mẹ thân yêu của mình. Và tiếp theo thì xin mời chú rể và cô dâu sẽ dâng rượu cho hai người cha kính yêu của mình. Và con xin kính nhận sức khỏe của cha mẹ, kính mong cha mẹ nhận rượu này để chấp nhận cho con là một con dâu hiền một chàng để thảo trong gia đình, từ nay sinh mọc một nhà, tình trong một khắc nghĩa dài trăm năm. Và giờ đây để thắt chặt tình thân gia hai bên gia đình, xin mời đại diện hai bên gia đình chị tiến đến và cùng ly với nhau. Xin mời. Vâng, và xin được chúc mừng hai bên gia đình đã có dâu hiền để thảo, và cũng xin được kính chúc tình thông gia hai bên gia đình ngày càng thắt chặt cơ sương với nhau hơn nữa. Và giờ đây thì xin mời đại diện hai gia đình cùng cạn ly ạ.
Kính thưa quý vị, dù tình yêu nồng say duyên thắm, dù mà nồng kết chặt nghĩa phu thê can trường, đạo nghĩa, sự ân tình mãi mãi ở bên nhau. Và giây phút đây kính mời tất cả các bên dưới, ai có rượu nâng rượu, ai có bia nâng bia, ai có nước ngọt, xin tất cả nhân nâng nước ngọt và một bài ba vô thực lượng để cạn sự này cùng với chú rể và cô dâu đồng ý không nào, xin mời nâng ly đi các bạn, nâng ly nào, chuẩn bị đếm nào, chuẩn bị 1, 2, 3 vô. Sủ hồng thì nhấp đã cay, rượu tình thì nhắm mà say suốt đời. Vâng, và nhân ngày trọng đại của đời lứa hôm nay thì chú rể Trọng Kim cùng cô dâu Vi Lê đã nâng rượu nồng nàn tình nghĩa phu thê. Và xin mời chú rể và cô dâu tiến đến nghi thức cả bác hạnh phúc. Quý vị, bánh này phô trắng sữa hồng cho ta thấy được hương nồng tình yêu. Bánh này ấp ủ bao điều, tình chồng nghĩa vợ trọn đời không phai. Tay bưng địa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Vâng, và nghi lễ cả bánh hạnh phúc chính thức nói rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, ngay giây phút này thì chú rể Trọng Kim cùng cô dâu Vi Lê chính thức nên vợ thành chồng, nguyện cùng nhau chia ngọt sẻ bùi và chăm sóc nhau cho đến trọn cuộc đời này. Và xin mời chú rể và cô dâu trở về giữa sân khấu. Và một giây phút đặc biệt quan trọng mà giây phút này là cô dâu không cần phải cầm hoa. Một giây phút đặc biệt quan trọng nhất mà tất cả quý vị ai đi đám cưới cũng sẽ thấy chú rể và cô dâu làm điều này ở cuối chương trình. Giây phút này là gì? Bên dưới có ai biết không ạ? Không ai biết ạ. Kính thưa quý vị, không có tình yêu nào đẹp hơn tình yêu đôi lứa. Tình yêu là gì? Không ai định nghĩa được. Tình yêu là phép nhiệm màu giúp ta xoa dịu nỗi đau trong lòng. Chúc tình là chúc hư không để ai dính phải tương tư tơ lòng. Và trong tình yêu, những nụ hôn ngọt ngào giúp tình ta thêm hương vị. Nụ hôn thật dài, thật sâu, đó cũng chính là ngôn ngữ diễn đạt của tình yêu. Và có lẽ rằng trong lúc quen biết và tìm hiểu nhau thì chú rể và cô dâu của chúng ta đã trao nhau rất rất nhiều nụ hôn như thế. Nhưng những nụ hôn đó không ai chứng kiến. Riêng ngày hôm nay rất đặc biệt, chú rể và cô dâu của chúng ta sẽ hôn nhau ngay tại trên sân khấu này dưới sự chứng kiến của tất cả quý vị. Quý vị có đồng ý không ạ? Ai đồng ý vỗ tay lớn được không ạ? Vâng ạ. Rất nhiều người đồng ý. Và trước khi hôn thì xin hỏi nhỏ chú rể Trọng Kim là anh đã quen biết và tìm hiểu cô dâu Vi Lê được bao lâu rồi? Được 12 năm ạ. 12 năm mà tìm hiểu rất là kỹ phải không ạ? Yêu nhau rất là lâu rồi ạ. Và trong thời gian 12 năm đó chắc là hôn nhiều rồi phải không chú rể? Đúng rồi. Hôn nhiều rồi quý vị ơi. Rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay tất cả quý vị muốn chú rể hôn vị trí nào trên cơ thể cô dâu ạ? Người ta thường nói rằng hôm bên má phải sinh năm gái một trai, hôm bên má trái sinh năm trai một gái, hôm chính giữa một trai một gái. Hôm nay nhà là nhà anh, vợ là vợ anh muốn hôn chỗ nào? Phải, trái hay là chính giữa? Giữa. Giữa. Biết giữa là chỗ nào chưa? 12 năm rồi thì chắc biết rồi quý vị ơi. Rồi mời anh chị sẽ đứng đối diện nhau nè. Hai tay của cô dâu sẽ đặt lên vai chú rể nè. Hai tay chú rể, em chưa nói đúng vị trí là trên eo cô dâu hôn rồi, nó có kinh nghiệm phải không ạ? À? Hôn nhiều rồi quý vị, có kinh nghiệm rồi. Và tất cả quý vị cùng đếm 1, 2, 3 và bắt đầu. Thì chú rể sẽ trao cho cô dâu một nụ hôn dài khoảng 15 phút. Nụ hôn này sẽ đi vào sách kỷ lục Guinness năm 2023 là nụ hôn dài nhất trong năm. Ai đồng ý vỗ tay lớn hết nào? Vâng ạ. Và lưu ý với chú rể và cô dâu rằng thế này: khi còn những tia sáng của pháo bên dưới, khi còn những tràng vỗ tay của tất cả bên dưới thì chú rể phải tiếp tục hôn cô dâu. Như vậy, tất cả quý vị muốn chú rể hôn cô dâu thật lâu thì vỗ tay thật lâu được các bạn. Chuẩn bị đếm nào? Chuẩn bị đếm được không ạ? Chuẩn bị 1, 2, 3 bắt đầu. Vỗ tay lớn nào. Vẫn còn vỗ tay, vẫn hôn chưa? Chưa có chụp hình kịp nữa. Vỗ tay lên nào. Những nguyên hiện trường nè. Vẫn còn vỗ tay, vẫn còn hôn ạ.